Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên thực hiện. Thầy là Đinh Văn Hữu, giáo viên trường Trung học phổ thông Kim Động. Rất vui được đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập chương 3 với 3 nội dung: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng của tích phân. Đối với nội dung nguyên hàm và tích phân, chúng ta sẽ củng cố lại định nghĩa, tính chất các phương pháp tính nguyên hàm và tích phân. Đối với nội dung ứng dụng của tích phân, chúng ta sẽ ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng và thể tích của vật thể. Do thời lượng ôn tập của chúng ta chỉ thực hiện trong một tiết học, nên mục tiêu đặt ra là chúng ta chỉ ôn tập lại những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất của chương thông qua hệ thống các bài tập. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, ôn tập nội dung nguyên hàm. Chúng ta bắt đầu từ bài tập 1.1. Hàm số y bằng x bình cộng 1 là một nguyên hàm của hàm số nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng xem lại định nghĩa về nguyên hàm. Cho hàm số fx, xác định ở trên tập K, hàm số f lớn x được gọi là nguyên hàm của hàm số f nhỏ x trên K nếu f lớn x đạo hàm bằng f nhỏ x với mọi x thuộc K. Như vậy, với định nghĩa này, câu hỏi hàm số y bằng x bình cộng 1 là một nguyên hàm của hàm số nào tương đương với câu hỏi hàm số y bằng x bình cộng 1 khi đạo hàm sẽ được hàm số nào? Và câu trả lời ở đây là phương án C. Thật là dễ dàng phải không các em? Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Tính nguyên hàm của hàm số 2x mũ 3 trừ 5 cos x và nguyên hàm của hàm số sin x nhân với 1 cộng 6 cos x. Xét nguyên hàm y, chúng ta thấy trong biểu thức nguyên hàm là một hiệu, vậy chúng ta cần nhớ lại xem tính chất của nguyên hàm có những tính chất gì. Ở đây thầy nhắc lại các em 3 tính chất về nguyên hàm của một tổng, nguyên hàm của một hiệu và nguyên hàm của tích hàm hằng số k với một hàm số fx. Áp dụng tính chất này, nguyên hàm y sẽ được viết về dạng 2 lần nguyên hàm của x mũ 3 dx trừ đi 5 lần nguyên hàm của cos x dx. Kem biết rằng nguyên hàm của x mũ 3 dx và nguyên hàm của cos x dx là những nguyên hàm cơ bản. Kem còn nhớ bảng nguyên hàm cơ bản không? Chúng ta cùng xem lại nhé. Ở đây có 10 nguyên hàm cơ bản mà kem cần phải nhớ để học được chương nguyên hàm và tích phân. Áp dụng bảng nguyên hàm cơ bản, nguyên hàm của x mũ 3 bằng x mũ 4 trên 4, nguyên hàm của cos x bằng sin x, ta được kết quả y bằng x mũ 4 trên 2 trừ 5 sin x cộng với c. Quan sát nguyên hàm g, ta thấy đây là nguyên hàm của một tích. Chúng ta chưa thể áp dụng ngay công thức nguyên hàm cơ bản cho nguyên hàm g được, mà phải qua một số phép biến đổi. Sử dụng các công thức biến đổi, thầy viết g về dạng nguyên hàm của sin x cộng với 6 sin x cos x. Áp dụng công thức nhân đôi của lượng giác, ta biến đổi về được g bằng nguyên hàm của sin x dx cộng với 3 lần nguyên hàm của sin 2x dx. Như các em biết, nguyên hàm của sin x dx là một nguyên hàm cơ bản, còn nguyên hàm của sin 2x dx không phải là một nguyên hàm cơ bản. Tuy nhiên, nguyên hàm của sin 2x dx chỉ khác nguyên hàm cơ bản sin x bởi ta thay chữ x bởi chữ 2x, nên thầy gọi nguyên hàm của sin 2x dx là một nguyên hàm mở rộng. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm các công thức nguyên hàm mở rộng từ các nguyên hàm cơ bản. Xét công thức nguyên hàm cơ bản cos x dx bằng sin x cộng c trong vế trái, khi thầy thay chữ x bởi ax cộng b, ta được nguyên hàm của cos ax cộng b dx. Khi đó, bên vế phải, thầy sẽ thay chữ x bởi ax cộng b, và trước biểu thức này thầy có nhân thêm với 1 trên a. Bằng cách này thầy thu được một số công thức nguyên hàm mở rộng khác, chẳng hạn như nguyên hàm dx chia cho ax cộng b, nguyên hàm của e mũ ax cộng b. Các em có thể làm tương tự như cách làm của thầy để các em tìm ra những nguyên hàm mở rộng khác. Quay trở lại bài toán, nguyên hàm của sin x bằng trừ cos x, nguyên hàm của sin 2x sẽ bằng trừ cos 2x trên 2, và ta được kết quả g bằng trừ cos x
trừ 3 phần 2 cốt hay cộng với C. Bài tập 1.3, tính nguyên hàm của cốt x chia cho 2 cộng sin x dx. Như các em thấy, thật khó để chúng ta đưa được nguyên hàm này về dạng tổng hiệu các nguyên hàm cơ bản. Tuy nhiên, ở đây, nếu quan sát, ta thấy đạo hàm của 2 cộng sin x thì bằng cos x. Trong trường hợp này, thầy sẽ nghĩ đến phương pháp đổi biến số trong nguyên hàm. Để tính một nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số, ta thường qua các bước. 1. Đặt u bằng ux. Bước 2. Tính du bằng u phẩy x nhân với dx. Bước 3. Kem chuyển nguyên hàm theo biến x về nguyên hàm mới theo biến u. Bước thứ 4. Kem tính nguyên hàm theo biến u. Và bước thứ 5. Kem thay trở lại biến x theo cách đặt ban đầu. Chúng ta sẽ thực hành các bước đổi biến số áp dụng cho bài toán 1.3. Bước 1. Thầy đặt u bằng 2 cộng sin x. Suy ra du bằng cos x dx. Các em lưu ý cos x ở đây chính là đạo hàm của 2 cộng sin x. Bước 3. Các em quan sát trên tử số cos x dx. Thầy sẽ thay bằng du dưới mẫu số 2 cộng sin x. Thầy thay bằng u và ta được nguyên hàm y có dạng du trên u. Tính nguyên hàm này ta được y bằng logarit tự nhiên của giá trị tuyệt đối của u cộng với c. Thay u bằng cách đặt ban đầu, ta thu được y bằng logarit tự nhiên của trị tuyệt đối 2 cộng với sin x cộng với c. Chúng ta chuyển bài tập tiếp theo. Tính nguyên hàm của 1 trừ 4 x nhân với e mũ 2 x dx. Quan sát nguyên hàm này, các em thấy nguyên hàm có dạng tích của một hàm số mũ với một hàm số đa thức. Trong trường hợp này, chúng ta thường nghĩ đến phương pháp nguyên hàm từng phần. Để tính một nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần, ta thường qua 3 bước. Bước thứ nhất, các em sẽ đặt u và dv sao cho nguyên hàm y có dạng u nhân với dv. Bước thứ hai, các em sẽ tính du và tính v. Để tính du, các em sẽ đạo hàm u và nhân với vi phân dx. Để tính v, các em sẽ tính nguyên hàm của dv. Bước thứ 3, các em thay vào công thức nguyên hàm từng phần. Nguyên hàm của u nhân dv bằng u nhân v trừ nguyên hàm của v nhân với du. Chúng ta sẽ thực hành bằng bài tập 1.4. Bước 1, đặt u bằng 1 trừ 4x, dv bằng e mũ 2x dx. Du sẽ bằng đạo hàm của 1 trừ 4x bằng trừ 4 nhân với dx. Để tìm v, chúng ta sẽ tính nguyên hàm của e mũ 2x dx. Ta được 1 phần 2 e mũ 2x. Ở đây vì ta chỉ tìm một nguyên hàm nên thầy chọn C bằng 0. Thay vào công thức nguyên hàm, ta sẽ được y bằng 1 trừ 4x nhân với e mũ 2x trên 2 cộng với 2 lần nguyên hàm của e mũ 2x dx. Đến đây chúng ta dễ dàng tính được nguyên hàm này và được kết quả là y bằng 3 trừ 4x nhân với e mũ 2x trên 2 cộng với c. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ôn tập những nội dung liên quan đến tích phân. Bài toán đầu tiên, tính tích phân từ 1 đến 2 của căn bậc 2 x mũ 3 dx. Để giải quyết được bài toán này, chúng ta cần xem lại định nghĩa của tích phân. Tích phân từ A đến B của f nhỏ x dx bằng f lớn x thế cận từ A đến B bằng f lớn B trừ f lớn A, trong đó f lớn x là một nguyên hàm của f nhỏ x. Áp dụng vào bài toán 2.1, ta có y bằng tích phân từ 1 đến 2 của x mũ 3 phần 2 dx. Nguyên hàm của x mũ 3 phần 2 bằng x mũ 5 phần 2 chia cho 5 phần 2. Do đó, tích phân y bằng 2 phần 5 nhân với x mũ 5 phần 2 thế cận từ 1 đến 2. Các em sẽ được kết quả y bằng 8 căn 2 trừ 2 trên 5. Các em cũng có thể tính tích phân bằng phương pháp dùng máy tính cầm tay. Tuy nhiên,
Kem lưu ý rằng trong một số trường hợp, kết quả chỉ cho ta một số thập phân gần đúng. Bài tập tiếp theo, tính y bằng tích phân từ 0 đến pi của giá trị tuyệt đối x trừ 1 cộng với 2 sin x. Để tính được tích phân này, chúng ta cần nhớ lại các tính chất của tích phân. Tích phân có các tính chất tương tự như tính chất của nguyên hàm, bao gồm tích phân của một tổng, tích phân của một hiệu, tích phân của một hằng số k nhân với một hàm số. Ngoài ra, trong tích phân còn có tính chất có liên quan đến cận của tích phân, đó là tích phân từ a đến b của fx dx bằng tích phân từ a đến alpha của fx dx cộng với tích phân từ alpha đến b của fx dx, trong đó alpha là một số nằm trong đoạn AB. Áp dụng tính chất này, ta viết tích phân y về dạng tổng của hai tích phân từ 0 đến pi của giá trị tuyệt đối x trừ 1 dx cộng với hai lần tích phân từ 0 đến pi của sin x dx. Đối với tích phân từ 0 đến pi của trị tuyệt đối x trừ 1 dx, chúng ta lưu ý là với x nhỏ hơn 1 thì giá trị tuyệt đối của x trừ 1 sẽ bằng 1 trừ x. Với x lớn hơn hoặc bằng 1, giá trị tuyệt đối của x trừ 1 sẽ bằng x trừ 1. Như vậy, bằng cách sử dụng tính chất về cận tích phân, ta tách tích phân y1 thành tích phân từ 0 đến 1 của 1 trừ x dx cộng với tích phân từ 1 đến pi của x trừ 1 dx, và kết quả ta tìm được bằng pi bình trên 2 trừ pi cộng với 1. Đối với tích phân y2 là tích phân từ 0 đến pi của sin x dx, kem dễ dàng tính được kết quả tích phân này bằng 2, từ đó kem tìm được y bằng pi bình trên 2 trừ pi cộng với 5. Bài toán tiếp theo, tính tích phân từ 1 đến 2 của dx chia cho x nhân với x cộng 2. Để thực hiện bài toán này, kem có thể dùng phương pháp đồng nhất hệ số. Tuy nhiên, ở trong bài hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn kem một cách làm là sử dụng phương pháp thêm bớt. Đây cũng là một phương pháp khá hiệu quả để kem xử lý những tích phân có dạng phân thức. Ta nhân cả tử và mẫu của phân thức 1 chia cho x nhân x cộng 2 với 2. Sau đó, số 2 trên tử số, kem sẽ tách thành hiệu của hai thừa số ở mẫu số. Từ đó, ta viết được 1 trên x nhân với x cộng 2 sẽ bằng 1 phần 2 nhân với 1 trên x trừ 1 trên x cộng 2. Sử dụng các tính chất của tích phân, ta viết được tích phân y bằng 1 phần 2 tích phân từ 1 đến 2 của 1 trên x dx trừ 1 phần 2 tích phân từ 1 đến 2 của 1 trên x cộng 2 dx. Các tích phân này chúng ta có thể tính được dễ dàng và từ đó chúng ta tìm được đáp số của bài toán là y bằng 1 phần 2 nhân với logarit tự nhiên của 3 phần 2. Bằng cách làm tương tự như lời giải của bài toán 2.3, thầy đã khái quát được một số những công thức biến đổi thường gặp. Các em hãy quan sát những công thức này ở trên màn hình. Công việc của các em sau buổi học hôm nay là sẽ tìm hiểu tại sao thầy lại có thể tìm ra được những công thức này. Và trong quá trình làm bài tập, các em cũng nên khái quát hóa các bài toán để tạo ra những công thức cho riêng mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn tập đến các phương pháp tính tích phân. Phương pháp đầu tiên là phương pháp đổi biến số. Để tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số, ta tiến hành các bước như sau. Bước 1, đặt u bằng ux. Bước 2, tính du bằng u phẩy x nhân với dx. Bước 3, đổi cận x bằng a, u bằng ua, x bằng b, u sẽ bằng ub. Bước thứ 4, kem sẽ biến đổi tích phân theo biến x thành tích phân theo biến u. Và bước cuối cùng là kem tính tích phân theo u. Như vậy, so với phương pháp đổi biến số trong nguyên hàm, đổi biến số trong tích phân có thêm bước đổi cận và không có bước chuyển từ biến u về biến x như đổi biến số trong nguyên hàm. Chúng ta sẽ thực hành để tìm lời giải bài toán 2.4.
Bước 1, đặt U bằng MX cộng 1. Suy ra DU bằng MX DX. Khi x bằng 0, ta tìm được U bằng 2. Khi x bằng 1, ta tìm được U bằng E cộng 1. Các em lưu ý biểu thức E mũ 2X trên tử số có thể viết thành E mũ X nhân với E mũ X. Biểu thức E mũ X DX thay đổi thành DU. Còn thừa số E mũ X còn lại theo cách đặt chính bằng U trừ 1. Từ đó ta viết tích phân Y về dạng tích phân từ 2 đến E cộng 1 của U trừ 1 trên U. Tích phân này các em có thể dễ dàng tính được bằng những kiến thức ta vừa ôn tập lại. Và kết quả ta tìm được tích phân Y sẽ bằng E trừ 1 trừ đi logarit tự nhiên của E cộng 1 chia cho 2. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập về phương pháp tích phân từng phần. Để tính một tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần cũng tương tự như nguyên hàm, chúng ta sẽ tiến hành qua 3 bước. Bước 1, đặt U, DV. Bước 2, tính DU và V. Bước thứ 3, các em sẽ sử dụng công thức tích phân từng phần. Áp dụng cho bài toán 2.5, ta có đặt U bằng logarit tự nhiên của x cộng 1, DV bằng x nhân với DX. Ta tìm được DU bằng 1 trên x cộng 1 DX, V bằng x bình trên 2. Sử dụng công thức tính tích phân từng phần, ta tính được y bằng x bình phương nhân với logarit tự nhiên của x cộng 1 trên 2, thế cận từ 0 đến 1, trừ đi 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1 của x bình phương chia cho x cộng 1. Các em lưu ý, trong quá trình tìm V, trong phương pháp tính tích phân từng phần, thông thường ta hay chọn hằng số C bằng 0. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu các em chọn C bởi một hằng số khác không phù hợp, ta sẽ được một lời giải tốt hơn. Trong trường hợp này, nếu thầy chọn V bằng x bình trên 2 trừ 1 phần 2, khi đó áp dụng công thức tính nguyên hàm, tính tích phân từng phần, ta được y bằng x bình phương trừ 1 nhân với logarit tự nhiên của x cộng 1 chia 2, thế cận từ 0 đến 1 trừ đi 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1 của x trừ 1 dx. Rõ ràng so với tích phân từ 0 đến 1 của x cộng 1 dx như cách làm thứ nhất, ta thấy tích phân thứ hai chúng ta tiến hành đơn giản hơn hẳn. Chúng ta cũng cần lưu ý thêm một số lưu ý khi sử dụng các phương pháp tính tích phân. Đối với phương pháp đổi biến số, nếu trong biểu thức tích phân các em gặp những biểu thức có dạng căn bậc 2 của A bình trừ X bình, các em có thể sử dụng cách đặt X bằng A sin U. Nếu trong biểu thức tích phân có chứa biểu thức X bình cộng với A bình, các em có thể sử dụng cách đổi biến số X bằng A tan U. Đối với phương pháp tích phân từng phần, nếu trong biểu thức tích phân các em gặp những biểu thức có dạng PX nhân với sin X, PX nhân với cos X, PX nhân với A mũ X, trong trường hợp này, ta thường đặt U bằng PX và DV là biểu thức còn lại. Đối với trường hợp biểu thức trong dấu tích phân có dạng PX nhân với loga cơ số A của X, ta lại ưu tiên đặt U là loga cơ số A của X và DV là phần còn lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung ôn tập về ứng dụng của tích phân. Ứng dụng thứ nhất là dùng tích phân để tính diện tích hình phẳng. Các em cần lưu ý hai bài toán, ý nghĩa hình học của tích phân và công thức tính diện tích hình phẳng. Trong công thức tính diện tích hình phẳng, các em cần lưu ý nếu cho hình H giới hạn bởi các đường y bằng fx, y bằng gx, x bằng a, x bằng b, diện tích hình phẳng H sẽ được tính bởi công thức tích phân từ a đến b của giá tuyệt đối fx trừ gx dx. Chúng ta sẽ áp dụng vào bài toán 3.1, tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng x mũ 3 cộng 1, y bằng 2, x bằng 0, x bằng 2. Sử dụng công thức tính diện tích hình phẳng, ta tính được S bằng tích phân từ 0 đến 2 của giá tuyệt đối x mũ 3 trừ 1 dx. Để tính tích phân có giá trị tuyệt đối,
chúng ta có thể sử dụng cách xét dấu biểu thức bên trong giá trị tuyệt đối như thầy đã hướng dẫn các em làm ở trong bài tập trước. Tuy nhiên, ở bài tập này, thầy hướng dẫn các em làm theo cách thứ hai. Ta gọi đó là cách đẩy giá trị tuyệt đối ra ngoài dấu tích phân. Cơ sở lý thuyết của phương pháp này đã được trình bày trong sách giáo khoa. Thầy chỉ trình bày các bước làm cụ thể. Bước 1, xét phương trình x mũ 3 trừ 1 bằng 0, ta tìm được nghiệm x bằng 1. Khi đó, diện tích F sẽ viết được bằng giá trị tuyệt đối tích phân từ 0 đến 1 của x mũ 3 trừ 1 dx cộng với giá trị tuyệt đối tích phân từ 1 đến 2 của x mũ 3 trừ 1 dx. Và cuối cùng, các em sẽ tính được giá trị bằng 7/2. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn tập về cách sử dụng tích phân để tính thể tích vật thể. Bài toán thứ nhất là tính thể tích vật thể theo diện tích thiết diện V bằng tích phân từ A đến B của SX, DX. Bài toán thứ hai, tính thể tích của khối tròn xoay cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường Y bằng FX, Y bằng 0, X bằng A, X bằng B. Thể tích của khối tròn xoay sinh bởi hình H khi quay quanh trục OX sẽ là V bằng Pi tích phân từ A đến B của F bình phương X, DX. Áp dụng công thức này vào bài toán 3.2 cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường Y bằng 1 trừ X bình, Y bằng 0, tính thể tích của khối tròn xoay sinh bởi H khi quay quanh trục OX. Đối với bài toán này, các em quan sát giả thiết thấy chúng ta chỉ có hai đường Y bằng 1 trừ X bình, Y bằng 0 mà không có hai đường X bằng A, X bằng B như trong công thức tổng quát. Trong trường hợp này, chúng ta cần tìm hoành độ giao điểm của hai đồ thị. Xét phương trình 1 trừ x bình bằng 0, các em tìm được x bằng cộng trừ 1. Từ đó, các em tính thể tích cần tìm sẽ là V bằng Pi nhân với tích phân từ trừ 1 đến 1 của 1 trừ x bình, tất cả bình phương. Các em dễ dàng tính được kết quả của bài toán là V bằng 16 Pi chia cho 15. Quay trở lại hình ảnh ban đầu khi thầy giới thiệu bài với các em. Các em có tò mò về bức hình nền ở trong hình trên bảng không? Một bức tranh làng quê rất đẹp phải không các em? Tuy nhiên, điều thú vị ở đây là trong mỗi dòng nước, mỗi bờ kênh, mỗi con đường, mỗi dãy cột điện đều ẩn chứa những bài toán rất lý thú mà chúng ta có thể dùng kiến thức toán học vào để giải quyết. Và sau đây chúng ta sẽ tiến hành giải quyết một trong các bài toán đó. Bài toán đặt ra là một kênh mương thủy lợi dài 800m có thiết diện cắt ngang dạng parabol, biết độ sâu của mực nước là 3m, khoảng cách 2m nước giữa hai bờ mương là 4m như hình vẽ. Hỏi đoạn mương đó đang chứa bao nhiêu mét khối nước? Một bài toán rất thú vị phải không các em? Chúng ta sẽ dùng các kiến thức về tích phân để giải quyết bài toán này. Trên bảng là hình ảnh mặt cắt của dòng kênh. Ta sẽ xây dựng một hệ tọa độ OXY như hình vẽ. Khi đó, điểm A trên hình vẽ sẽ có tọa độ là trừ 2, 3. Giả sử phương trình của parabol là Y bằng AX bình. Do parabol đi qua điểm A, ta tìm được A bằng 3/4. Vậy phương trình của parabol sẽ là Y bằng 3/4 x bình. Như vậy, diện tích của thiết diện là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường Y bằng 3, Y bằng 3/4 x bình, x bằng trừ 2 và x bằng 2. Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng, các em tìm được diện tích của thiết diện sẽ là S bằng tích phân từ trừ 2 đến 2 của 3 trừ 3/4 x bình dx, và ta tính được diện tích thiết diện là bằng 8m². Tiếp tục áp dụng công thức tính thể tích của vật thể theo thiết diện, ta được thể tích nước trong mương sẽ là V bằng tích phân từ 0 đến 800 của 8 nhân với dx, và kết quả ta tìm được là 6.400m³. Như vậy, chúng ta đã tìm được thể tích
của giọng đoạn kênh là 6.400 mét khối. Việc lọc này rất có ý nghĩa trong thực tiễn các em ạ. Nước cũng là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Việc chúng ta xác định được lượng nước trong mương có thể giúp chúng ta sử dụng nguồn nước được hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Một vấn đề tiếp theo đặt ra là lượng nước ở trong kênh thay đổi tùy theo từng thời điểm. Vậy nếu chúng ta xây dựng được một công thức tính thể tích V theo các đại lượng chiều cao H của dòng nước hoặc độ rộng R của 2 mét nước bờ mương, khi đó một bác nông dân chỉ cần đo chiều sâu H của dòng kênh hoặc đo khoảng cách 2 mét nước và thay vào công thức của ta sẽ tính ngay ra được thể tích của dòng kênh là bao nhiêu. Công việc này sau buổi học hôm nay, các em sẽ về nhà tìm tòi và đưa ra được công thức tính V theo R hoặc theo H. Việc này đòi hỏi có sự tỉ mỉ, kiên trì và sáng tạo, tuy nhiên thầy tin các em sẽ làm được. Như vậy, chúng ta đã ôn tập được những kiến thức cơ bản nhất ở chương 3. Các em nhìn sơ đồ trên hình vẽ của thầy giống như những cành cây, tuy nhiên thầy thấy hơi gầy guộc. Nhiệm vụ của các em về nhà là tiếp tục phát triển sơ đồ tư duy này, bổ sung thêm những kiến thức các em học được để tạo ra một sơ đồ cây thật đẹp các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các em đã tập trung theo dõi. Chào tạm biệt các em.